Vườn này là thực hiện là thuận theo tự nhiên, theo theo cú pháp phát động cộng rơm của các giảng người Nhật. Vườn Fukuoka ở bán đảo Shikaku. Ừ. Ông đó là chủ của cái vườn táo nổi tiếng bên Nhật. Quýt chứ. Táo thì quýt. Quýt. Cầm táo thì của ông Kimura. Anh có thể chia sẻ về cái cách thức mà ông chăm sóc cái vườn và tại sao ông lại phải để cho cỏ mọc và nhiều như vậy, và anh có bón phân hay không? Anh chia sẻ. Cái vườn này ấy, thì cách đây 5 năm là không xịt cỏ rồi. Đấy, từ lúc mà đọc được cái cuốn sách Cách mạng một cộng rơm là cỏ ở đây là không xịt nữa. Làm theo cái nguyên tắc của ông ấy chỉ là không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, không sử dụng phân bón, kể cả phân chuồng, phân ủ hoai. Đấy, không cuốc sới, giữ nguyên hiện trạng theo đúng theo tự nhiên. Về vào trong rừng ấy, quốc gia xem như thế nào là mình làm y theo y như thế. Chẳng qua là cỏ nó chưa cao như ở trong rừng già, là do là nó bị cấm nhiều quá, lá cao su nó dày quá, ánh sáng không đủ để cho những cái cây các cỏ hay cây gỗ này nó phát triển. Và thời xưa là sử dụng cái vườn này ấy, cách đây 5 năm mới đã dùng đến 30 triệu tiền phân NPK để bón cho 1 hecta đấy, mà năng suất cũng không thay đổi, sản lượng không tăng, độ không tăng, hóa ra mất tiền không. Về sau bỏ mất 1 năm là sản lượng nó vẫn giữ bình, bắt đầu là tăng sản lượng từ năm thứ 2 đến bây giờ là coi như sản lượng là đạt. Mình bán một lô mủ này, một lô cao su này bán mủ ấy là bằng người ta cạo 4 lô. Đấy. Và không bỏ bất kỳ một thứ gì. Đến năm nay là không bỏ một hồi phân à. Mấy năm trước là còn sử dụng ít phân sinh học, chẳng hạn phân sinh học quét này với lại ít ấy, nấm Chico đạch ma nữa thôi. Thì anh có chia sẻ cách thức nào mà anh bắt đầu triển khai cái việc trồng cỏ và nên chọn những cái giống cỏ nào, cái cách để mà mình có thể tạo ra một cái thảm thực vật xen kẽ giữa lô cao su. Cái này thì là mình cứ để cỏ thế thôi, mình không xịt, là cỏ ấy nó tự sinh sôi nảy nở, chỉ sau 3 năm là nó tự kín đất. Mình không cần phải dùng đến đi lấy giống cỏ đâu về vãi, cứ để nó thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Chỉ gần 3 năm là kín hết đất rồi. Còn về cái phần đốt lá, gom lá thì mình có xử lý cái lá. Cái lá này thì chả cần phải đốt biết gì hết, cũng chả cần phải phát dọn. Đến đấy, bắt đầu vào đầu vụ ấy, mình khai thác mủ ấy là mình dùng máy phát ấy, phát sơ sơ cái hàng ba này này, để mình đi khoan lấy mủ hoặc đổ mủ cho nó dễ thôi chứ. Ở đây có đặc điểm á, khi cái vườn của mình mà để cỏ đó thì cái sự phân hủy của lá nó rất là nhanh, thứ nhất nó có độ ẩm, thứ hai là nó có hệ thống vi sinh vật, những cái con bọ hoặc là trùng ở dưới cái lớp đất, nên nó phân hủy lá là tương đối là nhanh, và nó cái lượng lá là cái lượng phân bón là rất là hiệu quả cho đất, nó sẽ là bổ sung cái lượng mùn cho đất và cái lượng đạm khoáng chất cho ngược lại cho đất, nên là gần như là nó sẽ lấy được cái lượng đạm, tổng hợp cái lượng đạm khổng lồ trong cái không khí để mà bón lại cho đất. Nhưng mà anh làm thế cỏ đến năm thứ mấy thì anh mới thấy được cái sự khác biệt và sự hiệu quả của cái việc mà hiệu quả rõ rệt nhất ấy, thì bắt đầu từ năm thứ ba là nhìn thấy được nó tăng lên tầm 50%, kể cả sản lượng. Đấy. Với lại cỏ đây này mình ví dụ đi, nhiều vị ấy là cứ bảo là phát mà để cỏ khoảng tầm 30-40 cm
Nhưng em nghĩ là không cần, cứ để nó cứ mọc như này, tất cả các cây chồi trước các kiểu cứ để nó y như thế. Mình ví đi, đây ấy là nhà của tất cả các vi sinh vật, y như nhà mình ấy. Tự dưng mình phát nó đi ngang với mình đốt nhà mình ấy. Đúng không? Mình làm nên cái nhà, có nhà ở trong ấy, tự dưng là đốt đi. Cái việc lấy nhà đâu mà ở. Cái việc mà đốt cỏ là nó không còn giữ cái lượng đạm trong cái lá, nó không còn nữa. Nó hành CO2 là nó phân tán đi. Đúng. Còn cái việc mà mình để cái cỏ này để cho nó tự phân hủy á, vi sinh vật nó phân hủy và côn trùng phân hủy á, thì nó sẽ giữ lại cái lượng đạm cho đất. Lá dưới này là dễ. Đấy. Đất lúc nào cũng được giữ ẩm hết. Lấy cái máy đo pH về, pH ở cái đất này là nó được 6. Để tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật nhiều. Vườn này là không bôi thuốc, không đến năm thứ mấy là anh bỏ ngưng toàn bộ những cái biện pháp khác. Là bắt đầu từ cách đây 3 năm là ngưng hết toàn bộ các như thuốc bảo vệ thực vật hoặc là nấm hoặc là tất cả những vấn đề khác. Cái cuộc cách mạng cộng rơm thì cái phương pháp đó nói chung hay, nhưng mà nó áp dụng tùy theo cái đối tượng cây, như là cây cao su là mình thấy hợp lý. Đúng rồi, cây cao su làm được, chẳng hạn như cây điều thì không làm được rồi. Cây điều thì sao mà người ta phải dọn sạch cỏ đi, người ta nhặt mới nhặt được chứ. Nên nó tùy thuộc vào cái đối tượng cây của mình. Mình lại mấy năm nay sâu bệnh nhiều, không xịt không có ăn được. Và cũng tùy vào cái loại cỏ nữa. Cái hàng trồng tiêu thì ta dùng cỏ lạc, còn cao su thì nó có cái tán cũng tương đối là nhiều, trồng loại cỏ nó cũng không phù hợp, nên để cỏ tự nhiên là phù hợp nhất. Nên tùy vào đối tượng cây, mình phải có một cái kiến thức tổng quan tương đối tốt để mà mình ứng dụng linh hoạt và theo cái tình hình thực tiễn của mình. Anh đọc cuốn đó là cách đây bao lâu rồi? Đọc cái đấy á, thời xưa là đọc cái đây cũng là 5 năm là bắt đầu cũng đọc qua. Vừa đọc xong là mình áp dụng liền luôn. Đấy. Trong mấy năm nay đọc lại em nhớ. Cái cuốn đó mình đọc cái duy nhất là bây giờ cũng nhưng mà cái gọi là cái nòng cốt, cái chính thì mình vẫn thẩm thấu được, còn những cái phụ hay là gì đó thì cũng quên cũng gần hết. Thì quy tắc của ông cũng 5 cái đơn giản, không thuốc bảo vệ thực vật nhớ thế là được, không phân bón, không thuốc sới, thế thôi. Nhưng cái đó dành cho những cái cây mà người ta trồng hâm canh và người ta trồng cái mật độ dày đặc, giống như là trồng rau là không phù hợp được, tại vì nó yêu cầu cái năng suất và cái chi phí. Đúng. Nên nó chỉ áp dụng đối với có thể là cây ăn quả, có một số là cây ăn quả và cây cao su. Nói chung là cây có cái tầng cao, tầng càng cao như cao su thì càng tốt. Đúng rồi, như em thấy là cây cao su tốt nhất. Thì nếu mà cây tầng thấp quá thì nó cũng không đảm bảo được cái phần mà cỏ phát triển tốt giống như cây tầng cao. Cây cao su, một cây cao su này là thực hiện được cái phương pháp đó. Phương pháp đấy. Thì dễ dàng, tại vì cái cỏ mình không có kén chọn và không có cần cái gọi là chăm sóc hay là bất cứ cái gì chứ, để cho nó mọc. Mới đầu làm thì cũng đấu tranh ghê lắm đấy, những người thân trong gia đình người ta quen với cái phương pháp hiện đại rồi, người ta phải trở về cái phương pháp cổ điển cách đây cả ngàn năm đấy thì ai chơi. Ừ. Không ai đồng ý hết đấy. Thôi tôi quyết là tôi làm nhất cắt vườn chơi thế, đến giờ này lại hiệu quả đấy. Cái phương pháp lấy mũ bằng khí thì anh đã tìm hiểu cả luôn cả những tài liệu bên Thái Lan đúng không? Đúng. Nên lúc làm thì có ai ngăn cản không? Ôi, làm thì hầu như bạn bè anh em ai người ta cũng phản đối hết ấy. Đưa ra toàn những cái thông tin trái chiều và đen cây chết cây này, đấy, tột mũ này, rụng lá này các kiểu này. Thế bảo tôi tìm hiểu kỹ rồi, vậy tôi đã
Một năm tôi tìm hiểu rồi, tôi đã bỏ một năm ra đi tìm hiểu làm gì mà tôi không biết được cái phương pháp này nó như thế nào. À, là người ta nói. Người ta nói đấy. À. Nhưng mình đã quyết làm cái gì rồi, thôi, thôi tốt nhất đừng nghe ai mà người ta nói này nói nọ. Lúc mới lắp đặt cái phương pháp này lên đấy, có một ông tới tào cá với mày 3 tháng là mày dọn quyết đi. Hết 3 tháng này gặp ông ấy bảo uy mủ tôi vẫn ổn định. Ông ấy bảo 7 tháng, hết 7 tháng rồi 3 năm, giờ tăng lên 3 năm rồi đấy. 3 năm thì qua năm sau là người ta áp dụng vào năm thứ 3 rồi. Qua năm nay chứ, năm nay là đầu mùa nó bắt đầu áp dụng vào năm ở những cái vùng như Huế họ là qua năm thứ 3 rồi đó. Ở giờ họ cũng khá hết. Nói chung là nếu mà con người hướng dẫn tốt và bản thân người thiện có một cái sự tìm hiểu sâu sắc thì mình sẽ làm một cách hiệu quả và tự tin hơn, nó không có bị tình trạng là phân tâm bất cứ cái luồng thông tin trái chiều nào ảnh hưởng tới mình. Thì trong quá trình làm tất nhiên là mình sẽ có một số cái sai sót, nhưng mà với cái kiến thức mà mình đã tìm hiểu trước đó thì mình có thể là mình khắc phục được và mình làm sao cho nó hiệu quả. Tại vì bất cứ một cái gì mới thì nó sẽ tốn nhiều thời gian lúc đầu, mình khi mà mình làm quen công việc gì đó thì lúc đầu có thể nó tốn gấp 2-3 thời gian, nhưng mà chỉ cần mình kiên trì một cái thời gian ngắn thôi thì mình sẽ giảm được thời gian đó xuống rất là nhiều. Anh tên gì ở đâu? Vương. À, Dũng. Dũng. Vương mình ở đâu anh nhỉ? À, ở ấp 5 xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Lá tốt nhỉ?